với Thảo. Thì thấy Thảo bị như thế thì cũng có vào thăm. Thì cô còn nói là chị ơi, bây giờ chị Thảo chị bị như thế thì không hiểu như là bị sao mà giờ chị lại thấy cứ ngáp ngáp bảo là mệt thế này, thì là đang đưa vào phòng cấp cứu rồi chị ạ. Thì tôi bảo ok, thế thì em ở đấy xem như thế nào nhé. Có như nào báo chị ngay. Báo cáo cả nhà như vậy. Thì đến sáng hôm sau thì là mình sáng hôm sau thì là những người anh, người em, người bạn của mình coi như là vào thăm. Còn ngay tối nghĩ thì mình không tiện nhắc tên lên, nhưng có những người anh, người em mình có gọi điện và hỏi thì được biết tình hình của Thảo. Được chưa? Là bác sĩ chẩn đoán, đây là đang chẩn đoán nhé, là chấn động não. Đấy. Chứ không phải là như mọi người nói là chấn thương não gì là không có. Thế thì mình được biết như thế rồi, mình nó thật sự là mình cũng rất là lo, là không biết là em Thảo có bệnh nền gì không. Mà với mấy cái tát, mấy cái như vậy mà em bị như thế thì em mình đang nghĩ là có bệnh nền. Mình đang nghĩ là em Thảo nó có bệnh nền. Thế thì bắt đầu là sáng hôm sau thì mình thấy bắt đầu là dầm là bắt đầu quay đưa lên mạng nhiều quá. Đưa nhất cái đoạn mà vào em Thảo vào khoa cấp cứu chỉ có rơi vào tầm khoảng 30 phút. Thì lúc em Thảo bị lấc lên thì mọi người có làm điện tim đồ, điện tim đồ chạy tim cho em để đo nhịp tim cho em. Thì người nhà nhà Thảo có quay video và thằng Ninh Bình có nói vào một câu là người nhà chị Ngọc Lý đánh người không biết là sống chết thế nào. Đấy là thật. Và chính cái đoạn video đấy phát tán lên mạng là thở oxy. Thế thì mình thấy hơi ngạc nhiên, mình bảo quái lạ, không biết rằng bạn Thảo này có bị gọi là bệnh nền không, mà với cái sức bạn ấy khỏe như thế mà bạn ấy lại chỉ có mì như thế thì lại phải gọi như là phải thở oxy, thì mình cũng thấy là lạ thật sự. Thế thì mình vẫn theo dõi. Thế là tiếp đến thì ở đây mình nhắc lại để cả nhà nghe cho rõ là mình không nhờ nhá, mình nói rõ là mình không nhờ bất cứ một anh nào, chứ không phải như là Thảo nói là mình nhờ anh Hiệp Đen vào để gọi là van xin hoặc là cầu cạnh. Ở đây là mình không có, mà mình vẫn lắng nghe để xem là Thảo tỉnh thì mình vào mình thăm. Thế thì mình thấy được, tức là biết là nhà Thảo là chỗ lúc ý là có làm đơn sang bên phường để tiện mình, bên phường Ngọc Thụy. Mình vẫn cứ lắng nghe, mình vẫn tôn trọng. Thì mình mới bảo là khi ở phường có gọi mình sang, có mời mình sang, thì mình cũng mình cũng có sang. Thì mình cũng có cái nguyện vọng của mình nhá, lúc yêu nguyện vọng của mình thì mình mới nói là ở phường thì bảo là thưa hai chị em là ngồi với nhau nói một tiếng cho nó thoải mái đi. Thì mình bảo vâng, thế thì để cho Thảo, bây giờ Thảo nó chưa tỉnh thì có khả năng em là tôi xin phép các chú có khi tôi phải vào viện để tôi xem, nếu như mà tôi thì cũng có một coi trên là ở đây tôi cũng đường đi được, biết là nó cũng nhanh nhạy hơn, bởi Thảo thì dù sao ở xa. Tôi muốn là nếu chưa tìm được ra, vì thấy Thảo nó cứ làm cái kiểu như thế thì rất là lo, thật sự rất là lo. Thế thì Thảo vào viện là lúc ý thì sáng hôm sau Thảo ra phòng điều trị, khoa điều trị tự nguyện, phòng số 9 khoa điều trị tự nguyện bệnh viện Đức. Thế thì tôi rất là mừng rồi, tôi thấy ra được cái phòng điều trị tự nguyện là tôi rất là mừng. Bởi vì cũng xin chia sẻ cả nhà, những ai mà có người nhà đã từng là và phải làm viện ấy, mà bệnh mà vào phòng làm cấp cứu ấy, thì ai cũng hiểu được một điều là nếu như phải làm phòng cấp cứu ấy thì chỉ duy nhất một người bệnh và một người nhà để chăm, chứ không thể vào được đâu. Thế nhưng mình đã biết được xa được phòng khoa điều trị tự nguyện thì mình thấy rất là mừng. Mừng là chắc là bạn ấy đã rất là nhẹ nhàng rồi thì mới ra được phòng tự nguyện. Thế thì là thì hôm sau, thì ngay trong hôm sau thì là một người anh là anh Hiệp Đen, anh có gọi cho mình. Anh ấy bảo là Ngọc ơi, thế tình hình các em ở ngoài đấy thế nào, mà anh thấy giờ là video đang ầm ĩ trên mạng như thế thì tình hình như thế nào em. Thì mình cũng nói qua là không có gì đâu anh ạ. Thế thì ông bảo là thôi, thế thì bây giờ thế này, anh là anh, đây là lời của anh Hiệp nhá, là đây anh là anh thì anh sẽ ra, anh ra thứ nhất anh thăm Thảo, cái thứ hai anh xem là Thảo nó mà khỏe rồi thì anh muốn là để cho hai em ngồi nói chuyện với nhau cho hiểu nhau hơn.
cho nó thoải mái, chứ không bao giờ người ngoài anh xã hội họ nhìn vào họ bảo là mình mang thế là một người anh, các em như thế mà không biết coi như là đứng lên để giàn hòa cho các em cho nó vui vẻ. Thì mình bảo vâng, thế thì anh cứ ra thăm Thảo đi. Thì anh Hiệp có ra, anh Hiệp có ra thăm và anh Hiệp và Thảo có trao đổi chuyện trò. Đấy là mình nói cho tất thế. Thế thì anh Hiệp có gọi điện cho mình, anh bảo là Ngọc ơi, thế thì bây giờ em ở đâu? Bảo dạ em đang ở trên phố. Bảo thế thì em về bệnh viện đi, Thảo nó tỉnh rồi, em về đây thì là anh muốn cho hai chị em ngồi nói chuyện với nhau, cái gì chưa hiểu nhau thì hai chị em nói chuyện đi cho nó thoải mái. Thế thì mình bảo vâng, thế thì anh chờ em một chút ạ. Thì mình có vào, khi anh Hiệp ở